Hello everybody. Chào mừng đến với Bloom's Adventure Time TD. It's Adventure Time. Như trước thì bây giờ mình sẽ làm lại hai cái level lần trước mình đã làm. Lần trước mình đã chơi. Nhưng mà theo cấp độ khó. Ok, mình nghĩ mọi thứ sẽ trôi chảy nhanh hơn. Yeah, Blue's Adventure Time TD. Yo. Tên sẽ làm cái này. Làm cái này. Nhưng theo cấp độ khó. Mình đã chơi khó rồi. Đợi chút nhá. Ok, mình đã vào level rồi đây. Ok. Ok. Bây giờ thì mình sẽ làm to cái này lên. Và nó sẽ bắt đầu với Finn. Hay là mình lấy công chúa kẹo cao su đi. Lấy công chúa kẹo cao su đặt vào đây. Đấy, cô có tầm ngắn, tầm ngắm rất là to. Chuẩn bị cho một chút khoa học đi. Đấy, bắn một phát vỡ luôn. Sẽ để dành tiền. Để đây cho các bạn xem được thông tin các thứ. Tinh tinh. I see. Mình sẽ mua pin trước. Thì nữa mình sẽ đặt pin ở đây, rồi check ở đây, rồi đặt max ở đây. Yeah. Hợp lý. Ở tiếp vòng 2. Cấp độ khó này là có 45 vòng. Phải có 10 vòng lần trước nữa. Độ khó chắc là có 100 vòng. Cái này chả lâu nhỉ. Cái này có chỗ kẻ có số bán như này. Mình tạm dừng video đến lúc nào có đủ tiền để mua Jack thì mình sẽ mua phim. Ok ok ok, bây giờ đã có đủ tiền mua phim rồi. Sắp rồi. Rồi ok. Mua pin thì mình sẽ đặt pin ở chỗ góc này đi. Nếu mình đặt pin ở gần chỗ này. Let's get this party started. Pin sẽ cùng với con chuột cao su là đánh cái đoạn đấy. Ok. Hai nhân vật này chính đã. Sau đó mà nếu họ ở gần nhau thì sẽ làm được cái kết hợp nào đó. Mình chưa biết đâu. Ok, để mình xem thông tin của Finn. Bấm phát thôi nhưng mà mình cứ bấm giữ cái gì đó. Vì một lý do nào đó. Mình cứ mình để tạm ở đây nhá. Tiếp tục đi. Thì mình có thể cho Limber Limbs để tầm ngắm xa hơn. Ok. Ok.
thì xin có thể Rider Faster là tấn công nhanh hơn này. Hero time. Reward là khi mà có con chó chạy qua bên cạnh thì mới có thể nâng cấp được cái này. Không biết đó thì đã có rồi. Game này tạm dừng. Ở home đây có luôn. Bad skills. Thế là đủ rồi. Bây giờ đến cái chỗ có su. Ready. Thì tí nữa sẽ để dành 250 nhé. Bây giờ lại tạm dừng thôi. Ok. Đấy, mình sẽ cái này. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ nâng cấp Quick Draw. Không biết là cái gì. Nâng cấp đi. Yeah. Tình hình không ổn. No. Hiện tại có 200. Không mấy được cái nào cả. Đúng rồi, tí còn quay lại đây nữa rồi. Hay quá. Rồi, hay quá. Phim. Ok, bây giờ mình sẽ mua Max luôn. Sợ cực kỳ luôn. Đặt Max vào tầm cái đoạn này đi. This is the path to victory. Ok. Too bad you won't be a Max follower. Ngại yêu quá mà. Ồ, mọi thứ cũng bắt đầu gây cấn rồi. Max có lo được không? Có lo được nhất không? No. Don't panic. Still got this. All right. Max, sao con nhân cấp được này? Tầm ngắm dài hơn này. No. Tiếp. Không sao đi nhanh quá vậy. Oh, no.
hơn, có mát trên kia đã xử lý rồi. Yeah. Nhanh nhất rồi.